cái hoạt động mà về xe cứu thương không đồng á, thì hiện tại bố Tám đã có hai đầu cầu rồi cả nhà. Thứ nhất á, là bố Tám sẽ để ba chiếc là ở tại đầu cầu Sài Gòn, phục vụ cho các bà con ở tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận như miền Tây nào hoặc là miền Đông. Còn ở đây á, thì bố Tám để hai chiếc ở đây phục vụ cũng như là để hỗ trợ cho bà con ở tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ngoài cái hoạt động công tác của xe cứu thương không đồng, ở đây bố Tám cũng có một cái khu rất là đặc biệt, nghĩa là khu để áo quan mà hỗ trợ luôn cho bà con về mai táng không đồng và cứu thương không đồng luôn. Rồi sắp tới là anh sẽ làm một cái hệ thống nước lọc đó, không phải là cái máy nước lọc nhỏ để mình uống gia đình, mà cái hệ thống nước lọc thay vì người ta phải đi mua nước suối uống, thì tất cả bà con nào đến thì sẽ được lấy nước lọc đó về còn miễn phí. Tí ơi, tí ơi, tập trung vô đây gấp tí ơi, có nhiều người kiếm nè. Xin chào các bạn, hiện tại bây giờ là Thủy và tất cả những anh em tài xế xe cứu thương không đồng đang của đầu cầu Đức Trọng, đang có mặt tại Đức Trọng nha cả nhà. Thì trước mặt mình đó là Tý. Tý là người quản lý khu vực này của cho anh Tám Sang, là mình sẽ có những cái xe cứu thương không đồng để giúp cho bà con tại đầu cầu Đức Trọng. Và hôm nay thì mọi người sẽ chia sẻ cái câu chuyện tại Đức Trọng nha cả nhà. Thì đây là một cái con suối rất là đẹp luôn. Thì bây giờ anh Sang kêu Tý là cũng như là sẽ làm lại cho nó con đường đi, cho nó bỏ có cái ốp đá vô cái xung quanh đây á. Thì cả nhà nhớ theo dõi là hội thiện nguyện BDS cũng như là chuyến xe cứu thương không đồng tại đầu cầu Đức Trọng nha. Con xin chào tất cả các cô chú. Hôm nay là đầu tháng 5, ngày 3 tây tháng 5. Hôm nay con là Hồng Đào, con đại diện cho bố Tám trong cái hoạt động công tác xã hội tại Lâm Đồng. Thì hôm nay con giới thiệu trước cho cô chú biết ngày hôm nay chúng ta sẽ có những gương mặt góp trong cái video này nha. Đây. Chào cả nhà, con là Thành, tài xế. Chào cả nhà, con là Phước, tài xế. Chào cả nhà, con là Trung. Xin chào cô chú, con là Bé Đào. Chào cô chú, con là Sự, tài xế. Chào mọi người, con là Trường. Hello mọi người, mình là Tý. Dạ thì các cô chú ơi, thì công tác xã hội của bố Tám á, đặc biệt là cái hoạt động mà về xe cứu thương không đồng á, thì hiện tại bố Tám đã có hai đầu cầu rồi cả nhà. Thứ nhất á, là bố Tám sẽ để ba chiếc là ở tại đầu cầu Sài Gòn, phục vụ cho các bà con ở tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận như miền Tây nào hoặc là miền Đông. Còn ở đây á, thì bố Tám để hai chiếc ở đây phục vụ cũng như là để hỗ trợ cho bà con ở tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũng như là các tỉnh khác nếu như có thể. Thì hiện tại là xe này á, ở đây là con giới thiệu của chú đây là xe 03 và xe 04. Thì đối với hoạt động cứu thương không đồng á, là bố Tám mong muốn để hai xe ở đây để hỗ trợ cho bà con, đặc biệt là các bà con đồng bào và dân tộc thiểu số ở đây, để mà cho bà con ví dụ như là xuất viện nào hoặc là đi về nhà cái nhà. Thì cái hoạt động ở đây á, thì bố vẫn cho mọi người hoạt động như là chở bà con về rất là nhiều, nhưng mà không có người để mà quay phim chia sẻ nhiều, chỉ có dưới đầu cầu Sài Gòn là có người quay phim nhiều đó. Tuy nhiên ví dụ như mà cả nhà mình á, nếu như mà biết rằng là những hoàn cảnh nào ở tại huyện Đức Trọng là Lâm Đồng nữa mà cần xe cứu thương không đồng, thì cứ liên hệ vào hai cái số hotline giùm con. Thứ nhất là con đọc sơ cho cả nhà nắm rõ nha. Thứ nhất là 0824 606 606, và một số nữa là 0582 464646. Đó, số hotline sẽ được chạy phía dưới màn hình. Có gì thì cô chú cứ lưu số lại, ví dụ như mà mình biết khi nào mà mình cần hoặc là mình biết ai cần, mình có thể chia sẻ giúp. Ngoài cái hoạt động công tác của xe cứu thương không đồng, ở đây bố Tám cũng có một cái khu rất là đặc biệt, nghĩa là khu để
áo quan mà hỗ trợ luôn cho bà con về mai táng không đồng và cúng hương không đồng luôn. Thì ở đây á, thì bố Tám cũng chủ yếu là về đây để chia sẻ bớt cái khó khăn cho bà con ở đây. Bố Tám cũng lựa một cái view cũng rất là chiêu như thế nè. Anh em thấy bên này là núi rồi sông rồi hồ đó. Bây giờ con mời cô chú mình đi tham quan, đi ghé qua xem thử cái gian áo quan của bố Tám như thế nào nha cả nhà. Bà con mua hàng chính hãng, cao số bắp thảo dược 8m thì gọi 1900888663 hoặc lên website là 8sangbds.com. Ở Đức Trọng á là một cái khu riêng biệt đó, để mà để rất là nhiều áo quan. Từ ở đây là đạo chúa nè, đạo Phật nè, đầy đủ hết đó. Ví dụ như bà con cần alo cái là đây tụi con có rồi, con đi liền đó. Bây giờ mình lên trên kia nha, tại vì ở dưới này là cô chú nhìn dưới này nè, dưới đây là một cái nhánh của sông Đồng Nai. Cô chú ơi, cô chú thấy sau lưng con một phong cảnh rất là hữu tình luôn đó, lưng tựa núi giáp hồ rất là thơ mộng. Bố Tám Sang á, lựa chọn một cái nơi rất là mát mẻ mà rất là đẹp như thế này. Một phần á, là bố sẽ sau này bố sẽ về đây để mà hỗ trợ những cái hoạt động công tác xã hội tiếp tục cho bà con vùng cao mình, đặc biệt là các bà con người đồng bào. Tại vì con thấy thật sự ra là người đồng bào mình cũng còn khó khăn rất là nhiều về những cái mặt như y tế rồi này kia cũng còn khó khăn á, nhiều khi họ cần xe đi về lại thiếu nó, cho nên là bố Tám mới quyết định về đây để hỗ trợ cho bà con một phần, như là mình giúp được cái nào hay cái đấy. Thì bên cạnh đó thì nãy con cũng cho cô chú với cô chú xem sơ á, là về ở cái phần phía sau đó là phần áo quan. Bên đây á, là các anh trong đội á, thì bình thường sẽ làm những cái công việc lặt vặt, còn khi nào mà bà con mình cần hỗ trợ là các anh sẽ lên đường hỗ trợ ở đầu cầu Lâm Đồng. Thì ví dụ như mà cô chú mà biết mình cần hoặc là mình chia sẻ cái số điện thoại á, thì mình cứ chia sẻ cái số điện thoại phía dưới á, nãy con có đọc đó là 0824 606 606, 0582 464646. Đó, mình cứ lưu lại, nhiều khi mình biết ai cần thì mình chia sẻ, đó cũng là một cái cách gọi là gián tiếp giúp đỡ cho bà con mình. Đó, thì ở đây thì rất là mát mẻ, và cái dự định của bố Tám về đây hỗ trợ cho bà con là còn rất là nhiều và sẽ làm rất là lâu, cho nên là có gì cô chú cứ ủng hộ những cái sản phẩm của bố Tám Sang đang bán là cao sơ bóp, để mà bố Tám có cái phần lợi nhuận đó đi chia sẻ giúp đỡ làm những cái công tác xã hội hướng về cộng đồng cho bà con mình. Và sắp tới là sẽ có hỗ trợ về nguồn nước lọc, nước sạch cho bà con mình sử dụng. Thì ở đây thì cũng hiện tại thì cũng không có đông người, cũng có đông nhân viên, nhưng mà để mà hoạt động thì cũng bố cũng gán để mà đầy đủ để mà giúp đỡ cho bà con. Thì hôm nay Tết nay thì lễ này thì bố cũng chở gia đình về đây, một phần là về để kết nối lại với thiên nhiên cây cảnh. Ở đây có mẹ, đây có mẹ Thủy, mẹ Thủy bây giờ. Xin chào các bạn, thì nãy giờ bé Đào cũng đã chia sẻ khu vực ở đây rồi, thì sau này là anh Sang là sẽ làm nhiều cái dự án mà công tác xã hội tại nơi đây để giúp cho bà con ở tỉnh Lâm Đồng như các tỉnh lân cận, như ở đâu có thì mình chia sẻ ra mình giúp hết. Đầu cầu thành phố vẫn có luôn đó, vì bà con như có những người mình đi vô trong mình đi phát quà, chứ những thời gian qua mình đi phát quà nhiều người á, người ta phải mua một cái áo quan tới hai mấy ba triệu, có khi mười mấy triệu, rồi tẩn liệm này kia nọ đó, thì người ta phải đi vay mượn tiền này kia nọ, rồi sau đó người ta phải thiếu nợ, cũng rất là tội nghiệp đó. Thì nói chung là địa phương người ta cũng hỗ trợ, nhưng mà chỉ một hỗ trợ một phần nào đó thôi,
đó, từ chỗ đó mà biết cái sự khó khăn của bà con, nhất là những người nghèo, những người đồng bào, cho nên thì anh đã về đây đó. Rồi sắp tới là anh sẽ làm một cái hệ thống nước lọc đó, không phải là cái máy nước lọc nhỏ để mình uống gia đình, mà cái hệ thống nước lọc thay vì người ta phải đi mua nước suối uống, thì tất cả bà con nào đến đó thì sẽ được lấy nước lọc đó về còn miễn phí. Cũng như ở Bến Tre cái năm mà nước hạn mặn đó, thì anh cũng về một cái ngôi trường, lúc mà hạn mặn đó, thì anh cũng làm một cái hệ thống nước lọc là cho trường học, nhưng mà câu ra bên ngoài cho người dân được xài luôn đó. Thì cái hệ thống nó tới 100 mấy chục triệu lận, và ảnh nghĩ cái đường xa lắm, ví dụ như mình đang thiếu mình chữa cháy thì cái điều đó cũng rất tốt, nhưng mà ảnh còn nghĩ con đường xa nữa. Thì cái nước lọc này á, là lấy cái nguồn nước mặn nó lọc qua, nó lọc thành nước ngọt luôn đó, rất là tinh khiết, cho trường học trong cái thời điểm đó luôn, rồi cho người dân bên ngoài. Ảnh bắt ký cái hợp đồng đàng hoàng nha, là câu các cái đường dây rồi cái ống đưa ra bên ngoài, ảnh ký hợp đồng là phải để cho người dân sử dụng luôn đó. Còn cái tiền điện thì bên trường mà để câu nước thì trường với các học sinh đồ với lại người dân là sử dụng chung hết. Thì đó là cái điều mà anh muốn nghĩ đến cho mọi người. Còn cái việc mà hiện tại ở đây thì cũng còn rất ít người, cho nên nếu mà các bạn nào muốn về đây cùng với anh Tấn Sang để mà hỗ trợ anh những cái công việc cũng như là cải tạo lại con đường đi, hay là làm cho nó tốt hơn, rồi xong rồi hỗ trợ xe cứu thương không đồng tổng lì máu quan, nhất đặc biệt là anh em tài xế hay là những người nào không có việc làm đó, nhưng mà hãy làm hồ sơ giấy tờ đầy đủ nha, liên hệ với bên hành chính nhân sự của công ty Tấm Sang thì sẽ về đây để mà cùng hỗ trợ với anh. Hoặc là còn ở đầu cầu thành phố thì hình như là đủ người để hết con ha, bên công ty thì làm đóng hàng kia nọ thì đủ người, còn bên cứu thương ở thành phố thì chắc cũng còn cần thêm 2 người đó. Cứ liên hệ với lại bên hành chánh nhân sự của 218 thì liên hệ với công ty Tấm Sang. Số điện thoại cứu thương này thì để dành mà giúp đỡ những cái hoàn cảnh cần xe cứu thương nha cả nhà, cần xe cứu thương đi, tại vì có rất là nhiều, hoặc là cấp cứu này kia nọ đó. Thì thôi bây giờ thì cũng biết nói gì hơn, mình chia sẻ được cho ai cái gì đó một chút yêu thương thì mình cảm thấy mình vui và mình hạnh phúc. Chúc các bạn, tất cả các bạn, các cô chú được nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Để Đào có nói gì em không? Con cũng thay mặt cho bố Tám Sang xin chúc các cô chú như tất cả các vị khán giả đang theo dõi trên mạng BDS để có một ngày nhiều sức khỏe.